Chào các bác, lâu lắm rồi mới lại về được một em hoa hậu Tech A6300 xin lên sóng và giới thiệu đến các bác. Những cái dòng Tech A6300 là một cái model dường như là chưa bao giờ hết hot ở trên thị trường. Những cái model cho cái chất âm rất hay, giá thành hợp lý, nó chạy lành, bền. Hôm nay thì shop về được một em này gọi là có thể là hoa hậu. Hàng lưu kho chưa sử dụng, em thấy còn rất là mới. Và sau đây thì em sẽ xin phép quay chi tiết cho các bác cái chất lượng của em này. Tech A6300 với cái thiết kế của nó là toàn bộ mặt nhôm phay màu trắng, có những cái đường vân ngang rất đẹp. Model 6300 hiện hữu ở đây. Đấy, rồi tất cả các chi tiết các bác thấy không? Nó còn bóng lộn như thế này. Đấy, nó còn bóng lộn như thế này. Đấy, phần này, bánh tì này với những đường vân chảy tia vô cùng sắc nét. Con này thì hàng về nó có cả húp zin theo máy, rất là giá trị luôn ở cái bộ húp zin này. Mời các bác chúng ta sẽ cùng đi sâu và quan sát cái phần chi tiết mặt mũi. Đây, em này thì với cái mặt mũi như màu nhôm phai màu trắng rất là đẹp. Đây, có những cái đường vân này, vân chảy tia rất mới này, tất cả những cái chi tiết này đẹp, sắc nét, vô cùng là sắc nét. Phần nắp cốp hàng từ em đã tháo sẵn ốc ra đây. Và các bác để ý giúp em chi tiết những cái con ốc nó còn mới. Và nó còn mới đẹp như thế này các bác. Và đây là cái phần nắp cốp hàm từ của chúng ta, còn rất là mới luôn. Đấy, bên trong thì nhôm đúc nguyên khối. Và đây chính là cái bộ phận hàm từ. Đây. Đấy, những cái nước sơn còn đẹp. Và phải nói là đẹp luôn. Cực kỳ là chất lượng. Cực kỳ là chất lượng. Rồi những cái phím volume, có những đường vân chạc tiên, vô cùng là sắc nét. Ai cũng nổ vu trong bắt luôn. Đấy, tất cả các cái núm nút này các bác thấy không, chưa sử dụng luôn. Đấy, chưa sử dụng luôn. Các cái cần phím gạt này thì dành cho cái phần thu nó đẹp và bé tí mà nó có những cái đường vân chảy tia. Đây em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Con này thì thực sự là hấp dẫn và có 102, em hoa hậu có 102 luôn. Thưa các bác, đây em mời các bác chúng ta cùng xem. Đấy, có 102 luôn. Hình thức vô cùng là bắt mắt. Tech A6300. Đấy. Đây các bác chúng ta cùng xem. Tất cả các cái chi tiết vô cùng đẹp. Đây, phần này em đây, lắp tạm như này cho các bác xem. Đấy, rất mới. Máy có thiết kế hai hồi gỗ ở hai bên, tạo lên cái độ sang trọng. Đấy. Với những cái đường vân gỗ và quá là đẹp. Con này thì khó tả và nó độ mới của nó thì thực sự khó tả, từ những cái phần chân đế này đấy rồi đến những cái phần này còn rất mới. Và chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cái nội thất phía sau của em này. Em sẽ quay tổng thể cho các bác cái phần lắp lưng. Đây, em sẽ quay tổng thể cho các bác phần lắp lưng. Đấy, phần lắp lưng còn đẹp, còn căng mọng như này, và em sẽ tiến hành tháo ốc ra cho các bác cùng xem. Con này nó đẹp, đẹp từng con ốc luôn. Đấy, đẹp từng con ốc luôn. Tất cả các con ốc này đều mới tinh, chưa có cái dấu hiệu của cái việc rỉ sét. Tất cả các con ốc này tháo ra cho các bác xem. Đấy, nó còn bóng lộn như thế này. Con này thì đẹp hiếm có luôn. Đặc biệt là em này có cái húp zin vô cùng là giá trị. Đây là phần nội thất của máy. Đấy, tuy nhiên thì em sẽ mời các bác sẽ quan sát cái phần số seri trước. Đấy, để chúng ta tránh nhầm lẫn với những cái sản phẩm khác. Con này có số seri là 17396. Máy sử dụng nguồn điện 100V. Và đây là cái phần nội thất của máy. Em mời các bác chúng ta cùng xem. Nội thất của nó thì 7 sắc cầu vồng luôn. Long lanh 7 sắc cầu vồng luôn. Thưa các bác, đây ạ. Bên trong sạch sẽ, tinh tươm, mới, không có hạt bụi luôn. Không có hạt bụi luôn. Đấy. Máy sử dụng động cơ 3 motor, phần nguồn còn mới đét luôn. Này. Đấy, những cái motor này, ốc niêm phong, những cái vệt sơn. Đấy, và sắt xi rất đẹp. Đấy, con này thì đúng là nó đẹp khó tả luôn.
khó tả luôn, chưa gặp được con nào đẹp như con này. Đây bên trong nhá, đấy, vỉ mạch mới căng luôn, còn cả sơ đồ máy. Đây, còn cả sơ đồ máy. Đây bên trong. Đấy, bánh đà còn rất mới, vàng ươm với cái sắt xi 7 màu. Cái máy này thì bên em đã test vận hành hoàn hảo rồi. Và cái sản phẩm này có giá bán là 22.500.000 đồng và đã kèm húp zin theo máy. Các bác có nhu cầu alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 098 358 6968. Sắt Đà Trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác rất nhiều.